Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Tạ ơn Chúa, hôm nay con dâng mình cho Chúa là Đấng đã cho con gặp gỡ những người chung quanh con. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Chúng ta được mời gọi để sống dồi dào, xin nhiều hoa trái trong cuộc sống này như những người anh em thân cận. Tuy có những diện mạo khác nhau, khí cạnh khác biệt, nhưng tất cả chúng ta hợp thành một thể thống nhất nhiều sắc thái. Chúng ta được mời gọi để tạo nên một nền văn hóa gặp gỡ. Con có để cho những người xung quanh con biết tài năng và khả năng của họ, hay con chỉ nhắm vào những sai lầm của họ? Xin giúp con nhìn bằng đôi mắt của Chúa. Chúa ơi! Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con tạm gác lại mọi việc trong ngày để nghỉ ngơi và hướng mình về Chúa. Con mong Chúa hiện diện nơi này với con. Con muốn cảm ơn Chúa về những gì mới xảy ra. Hôm nay con thấy Chúa nơi những người nào? Con có hiện diện cách đầy yêu thương với người khác không? Chỉ tình yêu mới có thể giúp ta có cái nhìn đích thực về tha nhân. Và điều đó có nghĩa là đặt mình vào vị trí của người khác để khám phá ra giữa những động lực và các mối quan tâm của họ đâu là điều xác thực, hay ít ra là để có thể hiểu được họ. Lạy Chúa, xin giúp con yêu thương những người thân cận của mình hơn bằng những hành động cụ thể khiến họ cảm thấy được chào đón và trân trọng. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Con tập trung vào khoảnh khắc hiện tại này và chuẩn bị cho giờ xét mình hôm nay. Con đã gặp gỡ ai hôm nay? Con có thể giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của con không? Viết tên của những người con cảm thấy biết ơn. Họ đã làm gì cho con hôm nay? Họ làm cho con cảm thấy thế nào? Hãy nghĩ ra một từ hay cụm từ ngắn để nói về ngày hôm nay của con. Con chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.